Xin chào mọi người, mình là Hà, mình tới từ Showroom Moto Đức Quảng Ngãi. Và hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người một vấn đề mà hầu hết những người sử dụng Harley Davidson đều gặp phải. Đó chính là vấn đề về nhiệt độ. Như mọi người biết thì Harley Davidson thường trang bị cho những chiếc xe của mình một cái động cơ rất là lớn. Và kèm theo đó khi chúng ta sử dụng thì nhiệt lượng của động cơ tỏa ra không hề nhỏ. Và đặc biệt là đi trong thời tiết nắng nóng cũng như là tình trạng kẹt xe thì chúng ta cảm thấy chiếc xe của mình rất là nặng nề và khó điều khiển. Và hôm nay mình xin chia sẻ một cái giải pháp để khắc phục tình trạng đó. Đó chính là bộ bơm dầu mang thương hiệu Fueling Pump. Sơ qua về thương hiệu Fueling, đây là một thương hiệu tới từ Mỹ gồm các chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo máy. Và bộ bơm dầu Fueling Pump này là giải pháp tuyệt vời cho làm mát động cơ Harley Davidson. Đây là toàn bộ linh kiện có trong bộ bơm dầu Fueling Pump. Và đầu tiên đó chính là bộ mặt bích được chế tác bằng nhôm CNC rất là nhẹ và tinh xảo. Tiếp theo đó là bơm dầu độ và trục cam gripper và toàn bộ các linh kiện để lắp đặt. Theo các kết quả được đo đạc lại thì trục cam gripper và trục khỉu Fueling sẽ làm tăng tốc độ dẫn dầu lên tới 68%. Áp suất dầu sẽ được tăng từ 10 đến 30 psi. Nhiệt độ động cơ sẽ giảm từ 10 đến 20 độ và nhiệt độ dầu sẽ giảm từ 20 đến 30 độ C. Và kết quả được đo trên động cơ Milwaukee S tại bánh sau thì động cơ đã tăng lên 2 mã lực. Với hiệu năng tuyệt vời như vậy, còn chần chờ gì nữa mà không trang bị ngay cho mình một bộ bơm dầu Fueling Pump dành cho chiếc Harley Davidson của mình bằng cách liên hệ ngay với số hotline của Moto Đức Quảng Ngãi để được tư vấn và lắp đặt.